Em cứ tưởng là người cầm roi là chị chứ. Anh là người cầm chén, cầm muỗng chứ. Đúng chưa? Anh cầm chén, cầm đũa thiệt. Chừng nào mà anh tức quá thôi. Đấy, còn thường ngày là mua đồ ăn gì đó là anh tự đồ ăn cho nó, là anh tự bày ra. Mặc dù bả bài anh cũng cho nên anh thích vậy, anh thích như vậy. Nhưng mà là có một khoảng thời gian á, là em nghĩ rằng á nha, bởi vì công việc của chúng ta khi mà đi show đi quay này nọ nửa tháng, một tháng là chuyện bình thường. Cái khoảng thời gian đó là chắc chắn là vợ anh á là phải gần như là quán xuyến tất cả mọi thứ trong nhà. Có bao giờ là vợ anh sẽ than phiền không? Mình chưa bao giờ nghe bà xã nói điều đó hết. Và ngay cả không có mình ở nhà thì cô ấy cũng có thể quán xuyến được tất cả mọi việc rất là tốt. Nghe ngay tôi mở mặt tôi nói một cái câu chuyện rất là hay của ông Thạch Lam, ông viết tên là câu chuyện sợi tóc. Tức là cái ông bố này, ông có đứa con đầu tiên với bà vợ. Thì khi đẻ đứa con ra, bà vợ tập trung với đứa con, đưa ông bố ra ngoài luôn. Ra ngoài lề cuộc sống luôn. Và ông bố trở nên trầm cảm. Và ông bố xuất hiện trong đầu một ý tưởng đó, là muốn bóp mũi đứa con đó luôn. Tại vì cảm giác mình bị bỏ rơi. Đó là cái sợi tóc là ranh giới giữa thiện và ác đó. Ranh giới giữa người và quỷ. Đọc tôi chưa hiểu. Nhưng khi mà tôi có con đầu lòng rồi, tôi có một cái cảm giác, cũng lặp lại một cái cảm giác thoáng thoáng thấy người vợ của mình cứ cuốn theo cái đứa con như vậy. Mình ở đâu? Rồi thêm những vụng về của mình không có chu toàn được về đứa con thì mình ở đâu? Nhưng mà anh chốc xíu rồi, bà xã dù có con bên cạnh và vẫn kéo anh vào cuộc. Nhiều khi tối đứa bé nó khóc, anh xích vào một bên để cho bà chồng bà công không. Bà lấy cái chân bà gác, bà khều chân lại cho nó không gác ông tôi mới ngủ được, gác ông tôi mới ngủ được. Bên này thì vẫn chăm đứa con, bên này què quá chân. Cực kỳ tinh ý luôn á nha, phải gọi là tinh tế. Thì hỏi thì sao mà anh Dịch không nói là vợ con là số 1 và cả cuộc đời. Tại vì chị là một người quá là độc lập. Đôi lúc mà anh có bao giờ cảm thấy là mình bị yếu thế không? Có chứ. Có chứ. Có chứ, nhẹ nhàng á. Cái đó trả lời liền không suy nghĩ. Có nghĩa là mình dùng từ yếu thế là mình dùng từ cho nó sang thôi. Còn nếu mà mình từ chợ là bị dưới màu quá. Có luôn. Đôi lúc mà ông hai dặn tôi ra sao tôi ra như hoa hậu tôi mất tiền á. Thôi ơi, đâu có gì đâu anh, như vậy mới đúng anh, vậy đó. Tay mà như hoa hậu mà cái mặt hơi kỳ cho nên là mình cũng không tự tin cho lắm. Có gì đâu, bây giờ xin mời anh hãy gửi lời chào tới các bạn khán giả nè. Xin chào các bạn khán giả đang xem chương trình Các ông bố nói gì. Yeah. Hồi trước á, nếu mà nói đúng ra thì vừa là thầy mà vừa phải là người chăn trẻ nữa. Tại vì căn bản á, là trai với lại các anh chị em ở trong đội kịch Tuổi Ngọc á, là cũng ở một cái độ tuổi xem thôi. Là tầm mười mấy tuổi thì ảnh là người phụ trách và dạy dỗ trai từ những cái ngày đầu luôn. Và bây giờ là chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của anh Chính Trực. Cơ duyên sao mà hai vợ chồng gặp nhau nè anh? Cô vợ tôi vốn là học trò của tôi ở trường sân khấu điện ảnh. Khi cô đậu vào trường học năm thứ nhất, có vẻ là trước khi vô trường thì yêu nghề. Nhưng mà khi vô trường thì thích thầy hơn là thích nghề. Thầy. Không dám nói chuyện yêu thầy mà dám cho thích thầy trước đi đã. Nói chung là trai chưa vợ mà lúc đó còn trẻ trung nữa, những năm 2000 trẻ trung, cho nên là cũng hơi siêu một tí. Nhưng mà bản thân mình cũng xác định khi mình làm thầy rồi, mình có phải có những cái rào cản riêng trong công việc. Thì mình về mình nhẹ nhàng với cô ấy. Anh cho em suy nghĩ trong vòng một ngày, một là nghỉ thì mình tới với nhau được. Bỏ nghề đó là nghỉ học thôi. Hai là chúng ta lại tiếp tục mà chúng ta coi như không hề đã động gì tới chuyện này nữa. Ngay ngày hôm sau là cô quyết định không đến trường nữa và nghỉ học để chọn thầy thôi. Và năm đó là cô chỉ mới có 20 tuổi thôi. Tức là tôi là người yêu đầu tiên và tôi cũng hy vọng là tôi sẽ là người sau cùng trong cuộc đời của cô ấy. Người sau cùng trong cuộc đời của cô ấy. Trời ơi! Không phải ai cũng có cái cảm giác đó.
và không phải ai cũng đúng thời điểm mà mình lại gặp đúng người. Hai anh chị cũng như là hai thầy cô gặp nhau á là để cho một kết quả cuối cùng là gì? Là những thiên thần ra đời. Ừ. Nói vậy thì khi mà là biết tin vợ mình mang thai á, đứa bé đầu tiên thì là cảm xúc của anh như thế nào? Chúng tôi chờ đợi nhiều lắm, bởi vì cơ địa của bà xã thời điểm đó có những cái điều không tốt á. Ừ. Cho nên cũng mất hai bé. Ừ. Ở trong bụng. Và bố tôi là đích tôn, tôi cũng là đích tôn, cho nên bà xã anh cứ hay hỏi là bây giờ anh phải đẻ con trai cho anh. Thì anh mới nói là trong lòng anh là anh thích con trai, nhưng mà anh nói anh thích con gái để cho bà không có áp lực, đúng rồi, cho vợ vui vẻ. Đến khi bà đẻ đứa con trai rồi thì lòng anh lại nghĩ nhiều khi có đứa con gái đầu nó sẽ quán xuyến tốt hơn. Tôi mới kể một cái chuyện vui như thế này, tức là bà xã sinh khó chứ không phải là sinh dễ, sinh mổ. Mà lúc mà dẫn bà xã đi khám thai là bác sĩ giữ lại mổ luôn, tại vì nó khô nước ối rồi. Không chờ được nữa, và lúc đó không cầm thêm một cái đồ đạc gì cả, đang mặc quần đùi nữa mà, là nhập viện luôn. Thứ hai nữa là mình là nhìn bữa con chứ, nhưng mà tâm hồn cũng hơi yếu đuối. Mình sợ lắm. Nhạy cảm đi anh, yếu đuối gì. Sợ những chuyện máu me, sợ những chuyện đau thương, sợ lắm. Khi mà vô trong cái chỗ cái phòng chờ sinh, thấy nhiều cái ca khó rồi tiếng rên tiếng đồ rồi lo, người lo lắm, lo ghê á. Mà cứ cầu nguyện suốt cho đến khi mà quyết định mổ không chờ sanh được, thì đưa từ cái phòng chờ sanh sang phòng mổ thì đưa bằng cái xe lăn. Khi đẩy vô cái phòng mổ thì bà quay người lại, bà đưa hai ngón và đưa hai ngón thế này, Victory hãy đợi em. Nhưng mà bà đưa vậy tôi càng lo thêm nữa. Không biết gì hết. Anh lo thêm, anh luôn luôn quan niệm là cái người chưa làm cái điều gì mà tự nhiên làm á là có một cái điều, cái điểm khác thường. Vậy là từ trước giờ không bao giờ không mà lại đưa vẽ chụp hình, bà ghét gì lắm, bà ghét như thế này lắm. Cái anh mới, anh hoảng hồn, anh mới chạy theo, kêu em bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu, đừng cứ làm cho anh sợ. Cái mà nói là không có, em nhắc anh nãy em ăn tô hủ tiếu 20.000 lát trả giùm căn tin. Ôi ôi, cái này trước khi đi đẻ mà cũng ăn miếng đó trời. Mà nhớ luôn. Miếng này căng à. Mà nhớ. Tức là ý anh nói một điều là bà mạnh mẽ như vậy đó. Mạnh mẽ lắm, lúc đó là không hề sợ, chỉ nhớ cái là ăn là phải trả tiền cho người ta, để người ta đòi. Nói vậy. Vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của anh khi mà được bế con lên người, nó như thế nào? Thiệt sự cái cảm xúc đầu tiên khi cô y tá kêu mình vào thăm con á, thì mình xem có đủ tay đủ chân không. Dạ đúng. Rồi sau đó là một cái cảm giác nó rất là khác thường. Ở đâu ra vậy? Cái cảm giác trong đầu mình nó ngại ở đâu ra vậy? Hiểu không? Tự nhiên nhìn con cục quá. Ở đâu ra vậy? Nó cảm giác nó ngộ lắm. Vậy là mẫu xong á, khi mà là mẹ tròn con vuông rồi, thì là cái quá trình chăm sóc con đầu tiên á, thì là giữa anh với chị là có thay phiên nhau không? Hay là có sự hỗ trợ đến từ hai gia đình? Bà xã mình là một người đàn ông chứ không phải người phụ nữ. Mọi người nghe nghe nó đó, mệt lắm. Trừ khi là không thể làm gì được thì mới nhờ đến người khác. Không muốn làm phiền bên nội cũng không muốn làm phiền bên ngoại. Anh thì anh cương quyết là đứa con đầu lòng mình phải giữ gìn cái cơ địa của mình cho tốt, để còn đứa con sau hoặc sau nữa. Khi mà ra khỏi phòng sanh là có một chiếc xe thuê hẳn sẵn, một xe đặt cái xe chở thẳng về bên ngoại. Thì chở thẳng về quê, thì trong thời gian về quê đó thì bà và vợ anh chăm sóc trong một tháng. Nói chung chăm sóc cho kiểu người quê á mà. Dạ. Bắt ăn uống những cái thứ mà bà xã anh đến giờ còn ám ảnh. Những thứ mà hạ thổ này kia đồ. Đào bà chôn từ hồi nào trong vườn những đồ đó. Đào lên bắt ăn. Kiểu vậy. Vậy thì á, là anh có dành nhiều thời gian để chăm sóc cho vợ con của mình không? Trong khoảng thời gian đó. Cái mà mình lo lắng nhất là một là nó ăn, hai là nó bệnh. Nhiều cứ nó khó ăn, nó ăn nó ẹ rồi nó có bệnh vặt. Mỗi lần như vậy rất là mệt mỏi. Nhưng mà khi mà có đứa con thứ hai, mình đã biết nó tại sao nó như vậy, bước đầu bước một bước hai bước ba nó như vậy, mà mình đã nên bình tĩnh hơn. Những cái lúc mà anh đi công tác hay anh đi show đi về, nhiều khi mấy ngày không gặp được con, mà dù con anh bây giờ lớn rồi, anh vẫn mua đồ ăn ngồi kế bên nó, anh đợi anh ăn và anh hỏi han nó. Con anh nó tính tầm 14 tuổi là giờ anh đụng nó đâu cho nó đâu, nó tự chủ rồi. Anh giờ anh vô phòng nó là nó đuổi anh ra rồi, nó có cái tự do cá nhân, cho nên cái tuổi thơ của tụi nó ngắn lắm. Ngắn. Mà muốn cho cha con cái nó thương cha mẹ
là phải tạo nhiều kỷ niệm cho các em, cho nên phải gần gũi tụi nó, nói chuyện tụi nó. Anh bây giờ phải hai lứa đó, khoảng thời gian mà là anh phân chia một ngày ra, ngoài cái vấn đề là anh phải đi làm kiếm được thu nhập nữa, thì sao anh? Giờ em mới con đứa mà coi như là em sắp bạc tóc rồi đó. Đối với tôi cho đến giờ này tôi vẫn nhất quán một quan điểm sống cuộc đời mình, vợ con tôi là số một trên đời. Dạ. Không có một tác phẩm nào, không có gì thể, một cái gì có thể thay thế được vợ con của tôi hết. Về mặt sắp xếp công việc trong nhà thì nói nào ngay, bởi vì cái sự chọn lựa cũng là do mình mà. Chọn lựa công việc cũng là do mình, chọn lựa về vợ con cũng là do mình. Đó là quan điểm cá nhân nha. Có nhiều người đối thừa là vì sức ép công việc vậy cho nên vì tôi bỏ bê con tôi vậy. Cũng không thể đổ thừa một cách hoàn toàn vậy được. Do mình chọn lựa, do mình sắp xếp, đúng. Là trong cái quá trình mà là nuôi vợ con á, hai vợ chồng là sẽ thống nhất là mình nên nuôi dạy con theo cái phương pháp này, hay là sẽ có sự linh động thay đổi theo từng độ tuổi của các bé? Nói chung là cũng không có ngồi bàn bạc trước gì cả. Tới đâu thì mình điều chỉnh tới đó thôi. Mình điều chỉnh theo phản xạ của con cái của mình. Nhưng mà trong nhà thì anh đóng vai mẹ, đã luôn đóng vai đàn ông. Thì em biết rồi đó, trong công việc cũng thế thôi. Nói chung là anh chiều tụi nó, còn bà thì không chiều. Vậy thì em cứ tưởng là người cầm roi là chị chứ. Anh là người cầm chén, cầm muỗng chứ. Đúng chưa? Anh cầm chén, cầm đũa thiệt. Chừng nào mà anh tức quá thôi. Đấy, còn thường ngày là mua đồ ăn gì đó là anh tự mua đồ ăn cho nó, là anh tự bày ra. Mặc dù bả bày anh cũng cho nên anh thích vậy, anh thích như vậy. Nhưng mà là có một khoảng thời gian á, là em nghĩ rằng á nha, bởi vì công việc của chúng ta khi mà đi show đi quay này nọ nửa tháng, một tháng là chuyện bình thường. Cái khoảng thời gian đó là chắc chắn là vợ anh á là phải gần như là quán xuyến tất cả mọi thứ trong nhà. Có bao giờ là vợ anh sẽ than phiền không? Mình chưa bao giờ nghe bà xã nói điều đó hết. Và ngay cả không có mình ở nhà thì cô ấy cũng có thể quán xuyến được tất cả mọi việc rất là tốt. Nhưng ngay tôi mở mặt tôi nói một cái câu chuyện rất là hay của ông Thạch Lam, ông viết tên là câu chuyện sợi tóc. Tức là cái ông bố này, ông có đứa con đầu tiên với bà vợ. Thì khi đẻ đứa con ra, bà vợ tập trung với đứa con, đưa ông bố ra ngoài luôn. Ra ngoài lề cuộc sống luôn. Và ông bố trở nên trầm cảm. Và ông bố xuất hiện trong đầu một ý tưởng đó, là muốn bóp mũi đứa con đó luôn. Tại vì cảm giác mình bị bỏ rơi. Đó là cái sợi tóc là ranh giới giữa thiện và ác đó. Ranh giới giữa người và quỷ. Đọc tôi chưa hiểu. Nhưng khi mà tôi có con đầu lòng rồi, tôi có một cái cảm giác, cũng lặp lại một cái cảm giác thoáng thấy người vợ của mình cứ cuốn theo cái đứa con như vậy. Mình ở đâu? Rồi thêm những vụng về của mình không có chu toàn được về đứa con thì mình ở đâu? Nhưng mà anh chốc xíu rồi, bà xã dù có con bên cạnh và vẫn kéo anh vào cuộc. Nhiều khi tối đứa bé nó khóc, anh xích vào một bên để cho bà chồng bà không bà lấy cái chân bà gác, bà khều chân lại cho nó không gác, ông tôi mới ngủ được, gác ông tôi mới ngủ được. Bên này thì vẫn chăm đứa con, bên này què quá chân, cực kỳ tinh ý luôn á nha, phải gọi là tinh tế. Thì hỏi thì sao mà anh Dịch không là vợ con là số một cả cuộc đời. Tại vì chị là một người quá là độc lập, đôi lúc mà anh có bao giờ cảm thấy là mình bị yếu thế không? Có chứ. Có chứ. Có chứ, nhẹ nhàng á. Nó trả lời liền không suy nghĩ. Có nghĩa là mình dùng từ yếu thế là mình dùng từ cho nó sang thôi. Còn nếu mà mình là từ chợ là bị dưới màu quá. Có luôn. Đôi lúc mà nói chung là mình biết bà đang nói sai á, nhưng mà lúc đó không có cãi, để cho làm đi thử. Nhưng mà mình đứng bên trái mình nói không được, mình vòng bên phải mình nói tiếp, nó làm đi cho thấy, rồi từ từ nó sẽ lòi ra. Và lúc đó, đó thấy chưa, nó vậy. Trong cái quá trình mà là nuôi dạy hai bé, anh sẽ lựa chọn cách gì để mà có thể khiến cho các bé là tâm sự với mình nhiều hơn? Việc đầu tiên thì muốn người ta trả lời thì mình phải hỏi, mình phải kiên trì lắm. Và mình phải tâm sự với nó thì nó mới tâm sự với mình. Đó là từ nhỏ, trở như nó học mẫu giáo là anh cho nó về là chuyện gì của anh ở đài truyền hình, ở trường sân khấu điện ảnh, ở sân khấu này, sân khấu kia anh đều kể hết. Anh đều kể, nó nghe vậy rồi lảm nhảm kể, nó cũng sẽ lảm nhảm nó kể với mình. Nó thành một thói quen nhiều chuyện với nhau. Thì tự động nó sẽ bập bạch. Nhưng có một thử thách sẽ phải vượt qua. Đó là thử thách ở từng lứa tuổi. 13 tuổi bắt đầu nó trưởng thành, nó chuyển biến thành người lớn rồi. Thì mình cứ nghĩ nó cũng còn cái đứa nhỏ như lúc 8 tuổi, 10 tuổi. Mà mình cư xử như cái điều đó là thua ngay. Chẳng hạn, rất dễ tự ái. Nó nói với mình một câu, mình kêu chú đi học, chú học bài liền.
giờ này con phải xuống học bài. Vì lúc đó 10 tuổi anh nói điều đó được, thì nó bây giờ đó anh ấn định cho nó. Còn bây giờ nó 14 tuổi rồi, chuẩn bị lớp 10 nó kêu chứ sao ba nạt con hoài vậy, con sắp xếp giờ của con sẵn rồi, giờ của con đây nè, giờ này là dậy, giờ cái dậy. Mình tức cái chứ, ủa sao mày dám cãi tao, sao mày dám cãi tao. Nhưng mà mình quên rằng nó bắt đầu thành người lớn rồi, nó sự chủ động nó tự sắp xếp được bản thân nó cần làm gì. Thì bây giờ mình phải ngược lại, mình phải nói nó là bây giờ ba không coi cái hành động nữa, hành vi nữa, ba chờ kết quả. Nhưng nếu như kết quả không đúng như điều con nói, con sẽ trở lại giai đoạn xử lý của ba lúc ba con 10 tuổi. Nó vậy thôi. Thì đó là mình nói vậy thôi cho nó sợ, chứ đúng cái tuổi nào mình phải làm đúng tuổi đó. Mình có rèn nó cũng không được. Đúng rồi. Nhưng đôi khi nó có một cái như vậy nè, tức quá chịu không nổi. Tôi kể chuyện mới cách đây có mấy bữa thôi, chuyện thật luôn á. Tôi ngồi tôi live stream, tôi có một cái doanh nghiệp mà mọi người biết đó, bán đá quý đó phong thủy, tôi ngồi live stream để tôi bán. Thì trong live stream thì tôi rất là vui vẻ, nhưng tôi nghe trên lầu cái tiếng nó cứ chơi game xè hoài. Thì tôi kêu nó xuống, thì tôi nói tại sao không xuống ăn để lên học bài. Thì nó nạt lại mình mà đang live stream luôn, đang live stream nó nạt lại mình, mà live stream ở chỗ cách đây khoảng chừng 3 mét gì đó. Tôi qua bên kia live stream nghe hết. Qua mấy bữa sau gặp khách, người ta cò le lại nó cái chú sao thầy Trực, sao anh Trực dữ quá vậy, sao định chính Trực ngồi nói với khách hàng nói dễ thương mà chửi con quá trời vậy, quê quá trời quá đất. Nhưng rồi sau đó tự động mình phải quay đầu là bờ, tự động mình sẽ thấy được rằng mình sai trong cái việc đó rồi, thì qua mai mình phải khắc phục liền. Lại nói nó, vỗ về nó, em qua làm dày nè. Thật ra biết sai là phải nhận mình sai liền, đừng có cố chấp. Dạ, bây giờ là tới cái phần nói xấu vợ đó anh. Dạ. Nó mang tên là vợ tôi vô số tội. Dùng cái từ của Tân em thấy rất là hay, kèo dưới á. Cái xấu rõ ràng đối với những người có những cá tính như bà xã anh là hãy cãi. Gì cũng cãi và gì cũng đổ thừa. Chị ít khi nhận mình sai. Còn gì nữa anh chứ, cái tính mà là hay cãi thì bà nào không có. Còn gì nữa không? Không biết thì sẽ làm cho bằng được. Nó nhiều khi nó khó xử lắm. Cái tủ bị sức cái bản lề thì thay cái tủ đi, thay cái bản lề hoặc thay không phải tự động sửa, phải tự động lấy kềm búa kéo ra sửa rồi bác đi mua. Đây cái nhà xây cách đây 5 năm thì bây giờ người ta hết làm cái loại bản lề đó rồi, bản lề mới rồi, cái kiểu mới mua về không đúng kêu đi mua lại đi nắm 7 chỗ. Xong rồi về cử thì tôi cử lại. Mình nhiều khi cũng nổi điên lắm, nhưng mà không biết làm gì hết đúng không? Tại xung quanh búa kềm không à. Là hồi tự nhiên cái đổ máu. Đúng nghĩa là nhịn luôn á. Hỏi thiệt nha, giờ tâm trạng anh thoải mái chưa? Chắc thoải mái rồi ha. Nói thôi, nhiều được rồi. Nào bây giờ tâm trạng thoải mái rồi, bây giờ là tới một cái tạm gọi là món quà đi, mà chương trình đã bí mật chuẩn bị cho anh. Gì trời. Xin mời. Úi trời. Ở nhà anh Trực á, cũng có khá nhiều tật xấu. Rất là hậu đậu nè, làm cái gì cũng sợ đổ bể nè. Ví dụ như ở nhà bếp mà giao cho ảnh không á, là những cái quai nồi này kia là ảnh bật lửa lớn cho cháy hết cả cái quai. Từ một cái người đàn ông mà đi ra ngoài xã hội hét ra lửa, nhưng mà về nhà cái là rất là thương yêu vợ con. Từ những cái việc đặt vặt như nhỏ nhỏ như là quét nhà này, đi chợ nè, vợ nhờ cái gì là làm được hết. Những lúc vợ xếp hàng cho khách thì ảnh lại lo chăm sóc cho con. Nói chung là một người đàn ông rất là có trách nhiệm. Mình còn nhớ cách đây lúc mà mình có bầu á, thai cho tới lúc mà đi đẻ vô trong bệnh viện là rất là sợ hãi, sợ kinh khủng luôn. Khi mà mình vô phòng mổ rồi là anh đứng ngoài đèn rung như là hút hết, chứ không phải là mấy gói thuốc luôn. Rất là sợ vợ có chuyện gì xảy ra. Con cái thì thôi chiều hết mức, con mà hỏi bất cứ một chuyện gì không được trả lời được hay dễ sợ. Từ cái chuyện địa lý, từ cái chuyện lịch sử, từ cái chuyện gì trên đời thì ông cũng có thể trả lời được hết trơn. Con mình nói chứ mẹ ba là cái Google á, mẹ hỏi cái gì ba không biết hết trơn á. Còn ổng thì cứ kêu cái nhà có ba người con, hai là con
trai với một nhỏ cái lớn là mình. À, mình cũng không có chuyện gì để mà gọi là buồn và dỗi cái gì quá mức hết trơn. Tại điều cơ bản là ổng sống trong cái ghế showbiz đó, cho nên là cũng rất là đa sầu ba cảm. Mình thì cũng rất là nhạy cảm, biết chồng mình giận hay cái gì đó thì cũng làm lành nghề, chứ không có để xảy ra những cái chuyện gì để gọi là thôi tiếc. Có một lần anh nói với mình như thế này, cũng trong một cái chương trình truyền thực tế, anh nói là một buổi sáng anh đều ngủ dậy sau đó anh đều ngắm nhìn em, đều nhìn em hết, và nghĩ rằng là người phụ nữ này theo mình suốt cả cuộc đời và rất là thương yêu mình, thì tự nhiên mình cảm thấy rất là cảm động. Tại mình không có nghĩ tới cái điều đó. Ông sáng ngủ dậy thì ông cứ nhìn mình hoài, mình cũng không nghĩ tới điều đó. Mà 16 năm nay ông đều làm cái điều đó, cứ sáng ngủ dậy đều nhìn mình hết. Mà mình cũng không nói ra, mình mới bất ngờ, mình mới biết, chứ ông nói ra mình cũng biết luôn, mình lo mình ngủ. Chứ mình đâu có biết cái gì đó. Lúc mình mang thai cho tới lúc mà mình đi sanh, cả hai đứa ông đều hầu như là công việc của ông rất là nhiều, phải làm xô, phải chạy đô chạy đáo, mình không có một cái sự cảm giác tủi thân gì hết trơn. Tại vì điều cơ bản mình nghĩ là ủa anh cũng đi làm chứ anh đâu có đi chơi đâu, thì mình phải có cái sự thông cảm. Mình đã lấy một người chồng làm trong cái giới nghệ sĩ rồi thì mình phải chấp nhận cái điều đó. Đó là cái sự cảm thông của hai vợ chồng, nghĩ về nhau và thông cảm cho nhau. Những lúc anh bận anh đều nhắn tin về hết, chẳng hạn như là đơn giản như hôm nay chẳng hạn, ổng đi quay show nè, quay một cái phim sitcom nè, ổng đều nhắn tin về hỏi vợ ơi vợ đang ở đâu đó, hoặc là vợ ơi vợ ăn cái gì chưa, những cái lời nhắn qua nhắn lại vậy đó. Mình cảm thấy khi nào chồng cũng ở kế bên mình hết trơn, không khi nào thấy xa cách. Thông qua cái chương trình này, mình cũng xin gửi tới lời cho chồng mình, tức là lời cảm ơn chồng rất là nhiều đã ở kế bên, đã cùng sát cánh với mình từ ngày sống với chồng tới ngày giờ này, đây là mười mấy năm, cũng gần 20 năm rồi, có hai mặt con, mình cảm thấy rất là mãn nguyện. Tới ngày giờ này đây mình chưa có một lần nào mình cảm thấy hối tiếc để mà sống kế bên chồng. Rất là cảm ơn cuộc đời thì đã mang chồng đến với vợ, và cầu mong rằng là chồng sẽ đồng hành cùng với vợ cho tới mãi 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 sau này, cho tới mãi 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 sau này. Anh có thể chia sẻ đôi điều với vợ của mình, xin mời. Anh không ngờ là em có những cái suy nghĩ nó tốt đẹp về anh như vậy. Em dành cho anh rất là nhiều cái tình cảm, nhiều cái điều mong đợi, cũng như là em dành cả cuộc đời này cho anh, và ngược lại, có lẽ là những cái năm còn lại trong cái cuộc sống này mình sẽ đi tiếp với nhau mãi mãi, cho đến khi nào mà mắt mờ răng rụng sức đà hư thì thôi. Từ chương trình này tôi nghĩ không chỉ có những cặp đôi của tôi, mà tất cả các cặp đôi chúng ta nên sống chậm lại và dành những lời trìu mến cho nhau nhiều hơn. Hãy yêu nhau đi, thương nhau đi, hãy dành cho nhau những cái ôm khi còn có thể. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi nằm xuôi tay. Cát Bụi làm sao mà biết mỉm cười, Cát Bụi làm sao mà biết mỉm cười. Ôi.